Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng quay trở lại với trang Ozone.vn và gian hàng của Mercedes-Benz tại VMS 2022. Và cái ngôi sao mà Tâm đang muốn chia sẻ với các bạn ở trong cái triển lãm đợt này, trong cái gian hàng này, đó chính là chiếc GOA 45S. Đây là một cái mẫu xe mà nó rất là đặc biệt đối với Tâm, bởi vì đây vẫn tiếp tục duy trì cái danh hiệu là chiếc xe có khối động cơ 2.0 mạnh nhất thế giới, và công suất ở lần này ra mắt ở cái phiên bản GOA 45S đợt này đó là 421 mã lực. Ngày xưa khi mà GOA 45 thế hệ trước thì đã là 381 mã lực rồi, đó là một cái con số rất là gọi là ồ à cho cả thế giới rồi. Nhưng mà bây giờ với cái mức công suất là 421 mã lực cho thể tích có 2 chấm thôi thì wow, hơn 200 mã lực trên mỗi lít. Đây là một con số rất là ấn tượng. Thôi, không để các bạn chờ lâu nữa, ở ngoại thất thì các bạn có thể nhìn sơ qua trong video. Cái mà tao đang muốn chia sẻ với các bạn là thiết kế trong bên trong nội thất và thiết kế của cái form xe này. Bởi vì GOA ngày xưa nó vốn dĩ là có chữ GL trong đó, là nó đã là xe gầm cao rồi. 45 AMG thì nó đã là xe performance rồi. Nhưng ở cái phiên bản trước, đâu đó chúng ta vẫn cảm thấy được cái sự gọi là cái thiết kế nó hơi bị chật chội, hơi bị gò bó. Thì trên cái phiên bản lần này, trên con 45S đợt này thì thật sự là cái xe kích thước đã tăng đáng kể so với đợt trước. Bên ngoài các bạn có thấy là nó rộng rãi, nó to hơn, nhưng bên trong mới thật sự là cái thứ mà Tâm đang muốn chia sẻ với mọi người. Thực tế mà nói thì con 45 AMG này không ai chê về cái hiệu năng của nó, không ai chê về động cơ, không ai chê về hộp số, không, nói chung là không có gì để chê cả. Người ta chỉ chê cái không gian nó hơi bị nhỏ thôi. Nhưng trên cái phiên bản mới này thì thật sự là đã giải quyết gần như là triệt để. Thứ nhất Tâm sẽ chia sẻ với các bạn, đó chính là ở cái phần tappy cửa. Nếu các bạn nhìn sơ qua cái tappy cửa, các bạn sẽ thấy là cái tappy cửa này nó rất là phẳng, nó rất là thẳng suông từ trên xuống dưới luôn, nó không có cái sự gồ ghề. Nó tối ưu hóa diện tích, có nghĩa là nếu chúng ta nhìn bên hông sẽ thấy là cái tappy cửa này nó rất là phẳng và nó rất là mỏng. Nhưng cái thiết kế thì nó cũng không hề gọi là bị rẻ tiền đâu. Mà chúng ta nhìn nè, nói chung là nó có hơi hám của con mẹt G ở trên đây, từ cái tay nắm đóng ở cửa cho tới thiết kế có vân carbon rồi da lộn vân vân. Thì nói chung là các bạn nhìn vô thì chúng ta nhìn thấy là cái cửa này nó đơn giản, nhưng mà thật sự là nó giúp cho cái khoảng không gian bên trong xe nó lớn hơn rất nhiều so với thế hệ trước. Chúng ta có vô lăng mới, Tâm rất thích cái vô lăng này. Đây là sự phối hợp giữa da thường nè, da lộn nè và các cái chi tiết kim loại chrome. Cái nút điều chỉnh các cái chế độ lái cũng đã được dời lên vô lăng hết rồi. Đó, nói chung là thiết kế cái mẫu xe này Tâm thấy là so với thế hệ trước là khác biệt rất nhiều về thiết kế và về không gian. Tâm nhấn mạnh lại với các bạn đó là khoảng không gian rất bên trong. Trên chiếc xe GLA 45S thì đã hoàn toàn khác biệt so với thế hệ trước. Đẹp quá đẹp. Màn hình rất là gọi là, nói chung là cái thiết kế màn hình này thì nó là signature của Mercedes rồi, và Mercedes dẫn đầu trong cái thiết kế này, và bây giờ rất nhiều hãng xe đang đua theo. Nếu mà nói về cái đẹp của Mercedes thì chắc phải nói từ sáng tới chiều. Rồi mời các bạn ra phía sau. Đây các bạn, các bạn thấy không? Khoảng nội thất bên trong, sàn xe rất là sâu, từ cái ghế xuống cái sàn xe rất là sâu. Điều này nó cho phép là cái chỗ để chân chúng ta nó ngồi rất là thoải mái, chúng ta không bị co lên quá. Và các bạn thấy nè, đó, khoảng cách giữa đầu gối đến hàng ghế phía trước. Rồi, khoảng sáng ở trên trần xe, nói chung là khoảng không gian bên trong chiếc xe này Tâm thật sự là ấn tượng. Chỉ có một cái điều duy nhất, đó chính là cái độ ngã lưng ghế ở cái hàng ghế thứ hai. Trên một cái xe performance thì Tâm không nghĩ là sẽ chú trọng quá nhiều tới cái sự thoải mái ở cái người ngồi phía sau. Nhưng mà lưng ghế thì có vẻ nó sẽ hơi đứng hơn một tí, nhưng mà Tâm nghĩ là cũng sẽ thoải mái thôi. Không đó, có thêm một điểm mà Tâm muốn chia sẻ với các bạn, đó là cái hệ dẫn động 4MATIC Plus. Ngày xưa khi mà Tâm được trải nghiệm lái cái xe, các bạn xem là cái Aubergine Chip mùa 1 trên AutoZone, các bạn sẽ thấy là Tâm đã sử dụng cái chiếc A45
Và cái chiếc CLA45 là một cái vòng gọi là xuyên Việt. Thì Tông cũng đã chia sẻ rất là nhiều. Và lúc đó Tông có nói một câu là đúng, xe này nó phải là 4MATIC. Bởi vì cái mức công suất, cái khả năng, cái hiệu suất của hộp số nó truyền xuống. Thì xin thưa với các bạn là nếu như chỉ đơn thuần là dẫn động cầu trước thì chúng ta sẽ không thể trải nghiệm hết được cái mức công suất này. Cho nên riêng cái dòng 45 AMG bắt buộc là phải 4MATIC, phải dẫn động 4 bánh thì nó mới có thể handle được, nó mới kiểm soát được cái lượng công suất truyền xuống. Bởi vì nó rất là nhạy bén, rất là tức thì. Tâm hy vọng là sắp tới Tâm sẽ có một cái clip trải nghiệm thực tế cái mẫu xe này và Tâm sẽ gửi đến các bạn chi tiết về mẫu xe này. Đây là một trong số những cái mẫu xe mà Tâm rất rất thích và rất trông đợi nó xuất hiện tại thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, mức giá sẽ là cái thứ ngăn cản nhiều người đến với chiếc xe này. Bởi vì ở thế hệ trước, chiếc xe này được chào bán đâu đó khoảng 2 tỷ tư, 2 tỷ rưỡi thôi. Nhưng bây giờ để lăn bánh chiếc xe này, cái chiếc GLA45S trên tại thị trường Việt Nam thì nó lên tới 3 tỷ 8. Ở mức giá 3 tỷ 8 thì Tâm nghĩ là nó sẽ làm chùng bước rất là nhiều đối tượng khách hàng, trong đó có bản thân Tâm. Ok, đây là Tâm sẽ làm ngắn gọn về cái xe này thôi. Và các bạn có thể đến với gian hàng của Mercedes-Benz ở triển lãm VMS 2022 để mà xem rất là nhiều mẫu xe, đặc biệt nhất là cái chiếc EQS nằm ở trên kia. Hiện tại thì họ đang làm chương trình nên Tâm không thể nào lên quay được. Cái thứ hai nữa đó chính là chiếc GT53, cũng là một những cái xe mà Tâm rất là thích. Nhưng mà cái xe này thì ra mắt lâu rồi cho nên là các thông tin nó đều đã có sẵn hết rồi. Ok, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Chúng ta hãy cùng nhau tiếp bước đi qua cái gian hàng tiếp theo. Tâm nghĩ là không phải chỉ là cái mẫu xe gọi là riêng của một hãng đâu, ngôi sao của một hãng đâu, mà nó là ngôi sao của cả cái triển lãm này luôn. Ok, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.